Có những mẫu người đàn ông đôi khi khiến bạn bực tức, đôi khi khiến bạn chán ghét và thậm chí là khiến cho bạn có những suy nghĩ muốn buông bỏ. Tuy nhiên, cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì các cô gái hãy nhớ rằng đừng bao giờ buông tay những người đàn ông như thế này. Bởi vì nếu như bạn buông tay thì có thể bạn sẽ phải hối hận suốt cả một đời. Thứ nhất đó là mẫu người đàn ông luôn cúi đầu trước sau mỗi lần cãi nhau. Thứ hai đó là người đàn ông luôn chủ động nhắn tin cho bạn mỗi ngày. Và thứ ba đó là mẫu người đàn ông vì bạn mà rơi nước mắt. Và thứ tư là mẫu người đàn ông biết quan tâm, biết lắng nghe và luôn muốn chăm sóc cho bạn. Thứ năm đó là mẫu người đàn ông cho dù khoảng cách có xa đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng anh ấy vẫn luôn mong muốn được gặp bạn dù chỉ là một lúc ngắn ngủi mà thôi. Thứ sáu là người đàn ông vì bạn mà anh ấy biết ghen tuông. Thứ bảy là tin nhắn của bạn luôn được anh ấy ưu tiên trả lời đầu tiên mỗi khi anh ấy rảnh. Thứ 8 đó là trong bất kỳ một cuộc hội thoại nào thì anh ấy sẽ không bao giờ là người cúp máy trước. Và thứ 9 là luôn lo lắng vì sợ bạn không đủ, luôn cố gắng vì tương lai của hai người. Bạn đã từng gặp một người đàn ông như vậy chưa? Nếu có thì đừng bỏ lỡ anh ấy bạn nhé.